Cũng như các đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy, thời gian này đảng bộ huyện Văn Bàn đang tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tổ chức đại hội tại các chi đảng bộ trực thuộc, sẵn sàng cho đại hội đảng bộ huyện khóa 21, nhiệm kỳ 2020-2025. Diễn ra trong 2 ngày, mùng 5 và mùng 6 tháng 5, Đại hội Đảng bộ xã Khánh Yên Hạ, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Cùng với các bước chuẩn bị, hai nội dung được Đảng ủy xã đặc biệt quan tâm đó là xây dựng báo cáo chính trị và công tác nhân sự theo hướng dẫn của Tỉnh ủy, Huyện ủy Văn Bàn. Để tránh lúng túng trong quá trình tổ chức triển khai, Đảng ủy xã Khánh Yên Hạ chủ động nắm tình hình, theo dõi việc tổ chức đại hội điểm, từ đó có sự chỉ đạo sát sao hơn, đảm bảo đại hội diễn ra trang trọng và thành công tốt đẹp. Trong quá trình tổ chức thực hiện thì chúng tôi cũng được học tập các kinh nghiệm của các xã bạn như đại hội điểm ở thị trấn Khánh Yên. Thì trong quá trình được học tập như vậy thì xã của chúng tôi cũng đã rút ra rất nhiều kinh nghiệm từ cái khâu xây dựng văn kiện, rồi công tác chuẩn bị nhân sự, rồi quy hoạch và đặc biệt là cái công tác chuẩn bị cho đại hội thì chúng tôi cũng đã học tập rất là nhiều. Và từ cái việc mà học tập đó thì chúng tôi trong tập thể ban chấp hành, ban thường vụ cũng như là toàn thể đảng viên trên địa bàn của xã thì cũng đã đoàn kết thống nhất, tìm tòi những cách làm hay và tổ chức cái đại hội đến ngày hôm nay là diễn ra thành công tốt đẹp. Xác định việc tổ chức đại hội các chi đảng bộ trực thuộc có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề, đảm bảo cho thành công đại hội đảng bộ huyện. Huyện ủy Văn Bàn đã quán triệt nghiêm túc chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, hướng dẫn của Tỉnh ủy Lào Cai và sớm ban hành kế hoạch tổ chức đại hội đến các cấp ủy trực thuộc. Huyện ủy Văn Bàn đã lựa chọn Đảng bộ thị trấn Khánh Yên và chi bộ phòng nông nghiệp tiến hành đại hội điểm, kịp thời rút kinh nghiệm đối với tất cả các chi đảng bộ trực thuộc. Sau thời gian tạm hoãn đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, việc tổ chức đại hội cấp cơ sở trên địa bàn tiếp tục được huyện ủy chỉ đạo tiến hành theo kế hoạch đã điều chỉnh. Tính đến ngày 6 tháng 5, 31 trên tổng số 58 chi đảng bộ trực thuộc huyện ủy Văn Bàn đã tổ chức thành công đại hội. Đến nay 31 cái chi đảng bộ cơ sở đã tổ chức xong đại hội thì đều đã thực hiện đúng các nội dung chương trình và đặc biệt là đã bầu ra được ban chấp hành, ban chủ ủy, bầu ra cấp ủy để đúng theo cái đề án nhân sự đã được ban thường vụ huyện ủy phê duyệt và phấn đấu theo kế hoạch là đến 20 tháng 5 thì huyện Văn Bàn sẽ hoàn thành xong đại hội của 58 cái chi đảng bộ cơ sở trực thuộc huyện ủy. Một trong những nội dung được huyện ủy Văn Bàn quan tâm đó là nắm tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước và trong thời điểm diễn ra đại hội cấp cơ sở. Theo đánh giá, đại hội các chi đảng bộ trực thuộc huyện ủy đều diễn ra trang trọng, nghiêm túc, đúng quy trình. Dân chủ trong đại hội được phát huy, nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên cũng như các tầng lớp nhân dân. Là điều kiện thuận lợi để Đại hội Đảng bộ huyện khóa 21, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra thành công.